Chào mừng quý khách hàng đến với nhà phân phối thiết bị thông minh. Hôm nay em sẽ giới thiệu công tắc vuông màu vàng ánh kim, một sản phẩm vô cùng đẳng cấp và sang trọng đến từ thương hiệu Panasonic. Sản phẩm công tắc Panasonic dòng Moderva có thiết kế hiện đại, chất liệu nhựa cao cấp, có khả năng chống cháy và độ bền cao. Công tắc Panasonic có màu vàng ánh kim, giúp không gian của chúng ta sang trọng và đẳng cấp hơn. Bốn góc của sản phẩm công tắc được bo tròn, nút bấm mềm mại, chống bám bụi và dễ dàng vệ sinh. Cảm giác bấm công tắc Panasonic rất chắc chắn và an toàn khi sử dụng. Sản phẩm công tắc Panasonic có thiết kế tràn viền, giúp không gian sống của chúng ta sang trọng và đẳng cấp hơn. Còn đây là mặt phía sau của công tắc, đầu kết nối công tắc Panasonic có cấu tạo chất liệu cao cấp, dẫn điện tốt, an toàn khi sử dụng. Công tắc Panasonic có dòng sản phẩm công tắc một chiều hoặc hai chiều, tùy thuộc nhu cầu sử dụng của khách hàng để lựa chọn dòng sản phẩm phù hợp. Tiếp theo, cửa hàng thiết bị thông minh sẽ hướng dẫn cho quý khách hàng cách tháo mặt công tắc Panasonic để gắn với đế âm nhé. Chúng ta dùng hai tay giữ chặt hai đầu của công tắc và tách nhẹ bên hông của công tắc ra. Còn đây là thiết kế công tắc Panasonic sau khi đã mở nắp che bên ngoài ra. Sản phẩm cấu tạo tự nhựa cao cấp, có khả năng chống cháy, an toàn khi sử dụng. Sau khi đã cố định công tắc vào đế âm hoặc đế nổi, chúng ta gắn nắp công tắc vào nhé. Chúng ta cùng nhìn lại một lần nữa, sản phẩm công tắc, ổ cắm đến từ thương hiệu Panasonic, một sản phẩm có thiết kế đẹp, sang trọng và rất an toàn trong quá trình sử dụng thiết bị điện. Sản phẩm có màu xám, màu vàng và màu trắng. Chúng ta có thể lựa chọn dòng công tắc, ổ cắm mặt thẳng hoặc mặt cong, cho quý khách hàng có nhiều sự lựa chọn, phù hợp cho mọi không gian nội thất. Mọi thông tin cần tư vấn sản phẩm Panasonic, quý khách hàng liên hệ trực tiếp qua nhà phân phối thiết bị thông minh 0933 33 2527 để được tư vấn và báo giá tốt nhất nhé.